thay đổi cuộc sống của 10 người, bạn sẽ thay đổi được cả thế giới. Tận dụng và biến cơ hội thành may mắn ngẫu nhiên. Cơ hội đi ngang qua đời bạn mỗi ngày, nhưng phần lớn bạn không có đủ kỹ năng để nắm bắt hoặc nhận ra chúng. Bạn không thể kiểm soát thế giới cũng như 90% những gì xảy ra xung quanh bạn. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Chúng ta chỉ biết nó chắc chắn xảy ra, nhưng không thể làm gì được. Tuy nhiên, 10% còn lại thực sự quan trọng. Đó là những thứ bạn luôn phải tận dụng, là những thứ bạn có thể thay đổi trên thế giới. Có điều buồn cười là, dù là hành động nhỏ nhất của bạn, cũng có thể thay đổi toàn vũ trụ mãi mãi. Người ta gọi đó là hiệu ứng cánh bướm. Chỉ cần bạn hành động đúng lúc, đúng việc, bạn có thể xoay chuyển càn khôn theo ý của mình. Để làm được điều này, bạn cần kỹ năng nhận diện và tận dụng cơ hội. Bạn không thể tạo ra may mắn, nên việc duy nhất bạn có thể làm là làm việc năng suất, để khi cơ hội tới, bạn có thể biến nó thành may mắn ngẫu nhiên. Steve Jobs đi học một khóa thư pháp vì thấy thú vị, không biết rằng điều này sẽ quyết định sự nghiệp của ông sau này. 10 năm sau, chiếc MacBook do ông thiết kế sở hữu những bộ phông độc nhất vô nhị trên thế giới nhờ những kinh nghiệm mà vị CEO quá cố này đã có được khi xưa. Hãy nhớ rằng, hầu hết những việc bạn làm sẽ chẳng được ghi nhận hoặc có thể trở thành công cốc. Nhưng nếu chẳng làm gì cả mà chỉ mơ ước diễn dông, bạn sẽ không bao giờ thành công được. Số lượng quyết định chất lượng. Chúng ta thường nghĩ rằng, để cho ra một sản phẩm hoàn hảo, phải tìm tòi, nghiên cứu, suy đoán trước khi bắt tay vào thực hiện, nhằm tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, bạn phải làm thật nhiều mới giỏi lên được. Trong cuốn sách Art and Fear, tác giả David Bailey và Ted Erlen kể chuyện về một lớp học làm gốm nọ. Giáo viên chia lớp ra thành hai nhóm, một nhóm sẽ được chấm điểm dựa trên khối lượng các sản phẩm, nhóm còn lại chỉ cần làm một sản phẩm duy nhất và được đánh giá dựa trên chất lượng. Kết quả là nhóm làm theo số lượng lại cho ra những sản phẩm chất lượng nhất. Bởi lẽ, qua nhiều lần thất bại, họ đã rút được kinh nghiệm để cải tiến sản phẩm. Còn nhóm kia, do quá mãi suy nghĩ về sự hoàn hảo, nên không thể cho ra sản phẩm tốt nhất. Dù làm gì, bạn cũng chỉ thành công nếu biết cố gắng. Có thể bạn sẽ thất bại cả nghìn lần, nhưng bạn sẽ học được nhiều điều từ những sai lầm ấy. Dần dần, bạn sẽ làm tốt hơn và đạt đến sự hoàn hảo một ngày nào đó. Người ta đồn rằng, anh em nhà Rai luôn đem theo 5 bộ thiết bị cùng loại mỗi khi bay thử nghiệm, vì đó chính là số lần máy bay sẽ rơi. Do đó, đừng phí thời gian để nghĩ ngợi, cứ làm đi. Hãy truyền cảm hứng và trở thành người lãnh đạo. Để thành công, bạn phải làm việc chăm chỉ. Nhưng dù làm việc siêng năng tới đâu, bạn cũng không thể thành công một mình. Đó là bí mật đằng sau mọi thứ. Bạn phải truyền cảm hứng để người khác mua sản phẩm của mình, giúp mình xây dựng sản phẩm và đấu tranh vì tầm nhìn của mình. Muốn làm những điều trên, bạn phải đánh vào niềm tin của con người thay vì lý trí. Niềm tin là nguồn gốc của mọi hành vi, suy nghĩ và hành động. Vì thế, khi giới thiệu về ý tưởng, tầm nhìn và sản phẩm của mình, hãy nói trực tiếp về niềm tin. Bạn phải khiến người khác tin rằng ý tưởng của mình có thể thỏa mãn họ. Dần dần, họ sẽ tin bạn cũng như ý tưởng và sản phẩm của bạn. Nếu bạn dùng lý trí để giải thích cho họ về sản phẩm, thông số kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, họ có thể thích thú, nhưng rồi sẽ quên bạn ngay. Chỉ cần người khác có ý tưởng tốt hơn, họ sẽ chạy theo và bỏ mặc bạn. Thế nhưng, nếu bạn gây dựng được niềm tin trong họ, họ sẽ không bao giờ bỏ đi, kể cả khi người khác có chào hàng với giá tốt hơn. Đó chính là bí mật thành công của những ông lớn như Apple hay Samsung. Sản phẩm của họ chẳng khác gì nhau mấy, nhưng họ khiến người tiêu dùng tin rằng sản phẩm của mình tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Bản chất của con người là vậy, và những công ty lớn kia đã tận dụng được điều này. Trước khi làm điều mình muốn,
bạn phải tin vào nó. Và khi niềm tin xuất hiện, bạn sẽ sẵn sàng đi tới cùng trời cuối đất để đạt được mục tiêu đó. Tìm đường đi tới thành công còn khó hơn cả tìm đường để thoát khỏi mê cung. Trong mê cung, ít nhất bạn còn biết có đường ra ở đâu đó. Còn trong cuộc đời, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chẳng có gì đảm bảo bạn sẽ thành công cả. Muốn thành công, bạn phải tự mình bắt tay vào làm và ghi nhớ rằng không phải mọi thứ bạn làm đều được công nhận, nhưng một ngày nào đó, cơ hội sẽ đến và bạn phải dùng hết khả năng của mình để nắm bắt và tận dụng được chúng. Hãy cứ bắt tay vào làm hết lần này đến lần khác, cho đến khi nào được thì thôi. Đừng ngại tốn thời gian, đừng quá cầu toàn, đừng sợ thất bại, bởi lẽ bạn sẽ thất bại. Kể cả thất bại rồi, bạn cũng hãy đứng lên, tiếp tục thực hiện, cho đến khi được thì thôi. Để rồi khi nhìn vào thành quả của mình, bạn sẽ thấy chính xác điều mình muốn, nhưng thậm chí còn tốt hơn như thế. Hãy trở thành người lãnh đạo, truyền cảm hứng cho người khác, chia sẻ tầm nhìn của mình. Bởi vì bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu chỉ có một mình. Có người từng nói, khi còn sống, nếu bạn thay đổi được cuộc đời của 10 người và truyền cảm hứng để họ thay đổi cuộc đời của 10 người khác, bạn đã thay đổi cuộc đời của 100 người. Đến lượt họ, họ sẽ truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời của 1.000 người. Con số sẽ tiếp tục tăng lên: 10.000 người, 100.000 người, 1 triệu người, 10 triệu người, 100 triệu người, 1 tỷ người, 10 tỷ người. Trong vòng 7 thế hệ, bạn sẽ thay đổi được cả thế giới. Tất cả đều nhờ bạn mà ra. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết video. Nếu thấy những chia sẻ của kênh là hữu ích, xin vui lòng cho một đăng ký kênh, một nút like và bình luận để lại để kênh có thêm động lực để tiếp tục chia sẻ. Và đừng quên nhấn chuông để xem những video tiếp theo nhé.